Xin chào các bạn, mình quay cho các bạn cái cây lô cây vú sữa hoàng kim của bên nhà vườn Đạt Nhung, là một lô cây nhập khẩu lá to. Đây là hàng lá to các bạn nhé, lá rất là to và dài, một cái lá có thể dài được đến gần 30 cm luôn. Những cái hàng mà lá to ấy, thì trái nó cũng là trái tròn và bự to. Lô này mình còn 2, 4, 6, 8, 10 cây. Còn đúng 2, 4, 6, 8, đúng 10 cây nữa. Mình thanh lý cho bạn nào lấy nhá. Hàng bầu vải đẹp như thế này. Cây này mình đã nuôi ở trong cái giỏ này được cả năm trời rồi. Cây rất ổn định và bên dưới của nó là cái bầu vải các bạn ạ. Không phải là hàng rũ rễ hay là nhấc lên đâu. Vì vườn mùa xuân có nhu cầu là để rất nhiều loại cây khác. Nên cây này đứng lâu quá rồi nên là mình thanh lý 300 nghìn một cây. Còn 10 cây nữa thôi. Bạn nào có nhu cầu trồng vũ sữa hoàng kim để mà thu quả nhanh, quả chuẩn vì nó là cây nhập, thì các bạn liên hệ trực tiếp cho nhà vườn Đạt Nhung. Có cái số điện thoại ở dưới bài đăng ấy, hoặc là các bạn đến trực tiếp địa chỉ là khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Đi từ đầu phố vào khoảng 250m thôi là thấy vườn nhà mình ở tay trái đường, thì mời các bạn vào tham quan. Cây này có chiều cao đạt tầm khoảng 1m7 các bạn nhé. Có một cây 1m rưỡi, hai cây 1m rưỡi thôi. Còn lại toàn 1m7 đến 2m thôi. Mình đứng thế này là nó cao vút đầu mình luôn. Thì còn 10 cây, bạn nào lấy thì liên hệ sớm, mình để cho bạn đấy. Có giá 300 nghìn một cây thôi, thanh lý mà. Bạn nào lấy thì liên hệ sớm nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.